Và trong chương trình thời sự 12 giờ ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Okay, xin chào. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa ông, được biết lúc này thì Tổng Liên đoàn đã cử đoàn công tác nắm bắt tình hình tại một số khu công nghiệp tại Bình Dương, nơi mà xảy ra các vụ đập phá của một số cá nhân quá khích trong cái cuộc tuần hành của công nhân nhằm phản đối chính quyền Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Vậy xin ông cho biết là tình hình hiện nay ở tại Bình Dương như nào ạ? Từ ngày hôm qua, Tổng Liên đoàn đã cử đoàn công tác vào Bình Dương để xử lý cái việc mà tình hình của công nhân. Thì đến giờ đó thì tình hình là tương đối là khá ổn. Có thể nói rằng những cái hành động mà manh động của một số công nhân mà bị lôi kéo đó là không thể được. Cái việc yêu nước và thể hiện lòng yêu nước là rất là đáng trân trọng, nhưng thể hiện như thế nào mới là điều quan trọng. Nếu mà chúng ta thể hiện cái lòng yêu nước mà nó không đúng pháp luật thì như vậy là chúng ta tự hại lấy chúng ta. Cho nên Tổng Liên đoàn đã cử ngay đồng chí Phó Chủ tịch vào cùng với các cơ quan chức năng để tham gia giải quyết trong đấy. Vâng, quan điểm của Tổng Liên đoàn trước những cái sự việc này như nào? Dạ thưa, quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là rất là rõ ràng, là xử lý vấn đề này đó là chúng ta phải thông minh, phải khôn ngoan và phải mềm dẻo, chứ không thể nào mà có cái chuyện mà đập phá được. Cho nên cái việc mà đập phá là những cái hành động là bất hợp pháp. Vâng. Và chúng tôi lên án cái việc đấy. Vâng. Hiện nay thì quá trình đấu tranh dư luận để bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta còn rất lâu dài. Theo ông thì Tổng Liên đoàn có quán triệt như thế nào tới các công đoàn cơ sở để công nhân ở tại đây có thể tham gia đấu tranh và thể hiện lòng yêu nước một cách chân chính và đúng đắn? Thưa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì đã có công văn chỉ đạo và kể cả cử các đoàn cán bộ đến tuyên truyền cho công nhân lao động, đặc biệt là công nhân lao động ở trong các cái khu chế xuất, khu công nghiệp. Rất là hoan nghênh cái tinh thần yêu nước của công nhân, nhưng là chúng ta thể hiện cái lòng yêu nước đấy trong cái khuôn khổ của luật pháp, một cách hòa bình, thông minh và trí tuệ. Chúng ta thể hiện cái lòng yêu nước đó, nếu mà đúng luật pháp thì nó sẽ tăng cường cái sức mạnh của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta thể hiện lòng yêu nước không đúng thì chính chúng ta sẽ tự hại lấy chúng ta. Cho nên là Tổng Liên đoàn đã yêu cầu với công nhân đã là công nhân thì phải thể hiện bản lĩnh giai cấp công nhân của mình. Hơn bao giờ hết trong cái giai đoạn hiện tại, chúng ta phải tập trung trong các cái nhà máy lao động sản xuất thật tốt, và chính cái lao động sản xuất tốt đấy là thể hiện cái lòng yêu nước của chúng ta trong cái giai đoạn hiện tại, chứ không phải là kéo ra ngoài đường đi biểu tình hay là đập phá các cái nhà máy mà của Trung Quốc là không được. Chúng ta phải hiểu rằng là chính quyền Trung Quốc khác với nhân dân của Trung Quốc. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc luôn luôn thể hiện cái tình đoàn kết, luôn luôn giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau. Vâng. Nhưng có những lúc, những thời kỳ thì chính quyền Trung Quốc người ta làm không được, không tốt, người ta vi phạm đến chủ quyền của chúng ta thì chúng ta phản đối cái chính quyền Trung Quốc, chứ chúng ta không thể nào phản đối những cái doanh nghiệp mà nhà đầu tư Trung Quốc làm ăn ở Việt Nam, những nhà máy mà của người Trung Quốc đầu tư ở Việt Nam, và chính những nhà máy này cùng với người Việt Nam của chúng ta góp phần để đẩy mạnh cái kinh tế của đất nước của chúng ta. Và chính đây đó, kinh tế của đất nước của chúng ta phát triển là góp phần cho cái việc xây dựng đất nước của chúng ta. Chúng ta cần phải phân biệt cái việc đấy. Cho nên Tổng Liên đoàn có yêu cầu công nhân và đặc biệt là chỉ đạo cho cái nghiệp đoàn của chúng ta, cho công đoàn các cấp và kể cả cái nghiệp đoàn bình tâm, yên tâm, lao động sản xuất bình thường, kể cả nghiệp đoàn nghề cá vẫn ra khơi đánh bắt cá và các cái nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất bình thường. Đấy mới thể hiện cái lòng yêu nước của chúng ta. Xin cảm ơn ông.